Đây rồi, cái cần rất là hot, tưởng đã tuyệt chủng rồi mọi người. Giờ nó xuất hiện thêm nha anh em, nhưng mà tiếc là chỉ được size 1m95 thôi. À, cây này thì thật ra là tầm giá nó gọi là rẻ luôn á, nhưng mà gọn, đẹp, câu đa dụng, chê, cha, chim, anh em có thể là câu hồ, câu sông, câu bè, và đặc biệt là rất là gọn để mang đi du lịch. Ba khúc mà anh em, đây là gà đúc ba khúc mà mình hay gọi nó là thanh long đao, tại vì tên của nó là tên tiếng Trung của nó là xiên long đao, mình không biết dịch ra là cái gì anh em ha. Tiếc là đợt này là size nó về là có duy nhất một size nha anh em, 1m95, giá thì vẫn rẻ như xưa 890.000, ngoại hình thì cũng không có gì thay đổi cả. Mình quay chi tiết cho anh em ha. Đây, cái này cao su này là tháo ra được, anh em thấy làm chi tiết không? Đây là nguyên một cái khúc nhôm. Cái chữ T này là để anh em chống vào cái đai lưng khi đi câu biển, nếu mà chúng ta có trang bị cái guki, cái đai chụp mà để chống lưng á, thì nó sẽ có chỗ để anh em chống cái chữ T này vào. Đấy. Nhưng mà không cần thiết mọi người ha. Bình thường thì mình đi câu hoặc là cần câu thông dụng thì mình chúng ta sẽ chụp cái cục này vào để chống vô hông là đơn giản nhất, khỏi phải đeo cái lùm xùm đó. Đấy, cái đó là chỉ dùng để đeo khi mà chúng ta câu hạng nặng lên tới cả 100 kg nha anh em, 100 kg, 100 ngoài ký á, thì những tay lực sĩ nước ngoài nó có đeo cái chữ T đó để nó chống vô mới chịu lực phụ được. Còn chúng ta câu cá chỉ có vài ký, 10 kg rồi này nọ, mà thật sự sự thì tầm cái cần này nó chỉ rơi vào câu cá khoảng tầm cỡ 10 kg đổ xuống thôi, cho nên là không cần thiết chống vô đó cho nó dướng díu anh em ha, thì nó có thể chụp cái cục cao su này vô. Bắt máy thường CNC rất đẹp. Này cũng nhôm luôn anh em. Thiết kế khoét lỗ này nọ nhìn rất là đẹp. Khúc này khúc carbon màu bạc, carbon nha, carbon màu bạc. Đấy. Lên tới đây, ở đây lại có một khúc trang trí. Rồi đây là tay cầm. Tay cầm thì là mình kết nhất là cái tay cầm trên cái cây này, phải nói là cầm nó cực kỳ ôm luôn, tại vì là nó có khứa theo hình ngón tay của chúng ta luôn đó. Nhưng mà cái kiểu tay cầm này là không ứng dụng được trên cần câu cá tra bình thường, tại vì nhìn nó xấu. Nhưng riêng trên cây này thì lại nhìn nó đẹp, tại vì là cây này là nó mang cái phong thái là ngắn ngắn rồi mập mập cục mịch đó, thì nó bỏ cái tay nhìn nó sần sùi vô đây nè, đấy thì lại hợp. Còn trên những cây cần câu cá tra thanh mảnh đẹp mà đem cái tay cầm này vô thì nhìn nó sẽ rất là chuối. Đây, đây có tem của gà đất mọi người ha, nó là hàng nội địa Trung Quốc nha anh em. Đây, mắt chạy nè nè đó, anh em khỏi phải lăn tăn nha. Khúc này là cái khúc mà nó ghi thông số thì dài 6 feet 6 inch là 1m95. Tải mồi, chì mồi anh em 70 tới 250 gram. Tải cá từ 30 đến 50 lb, thì thật sự cái này là riêng cái tải cá là hơi chém gió nè, tải mồi là chuẩn rồi đó. Nhưng mà tải cá thì mình nghĩ là cây này nó phù hợp anh em mà diều bắt nhẹ nhàng thôi nha, cá tầm cỡ 10 kg đổ xuống thôi. Anh em cũng biết tính mình rồi đúng không, tính mình là bán cần câu là kỹ lắm, tại vì là mình quan niệm là bán là một mặt hàng tư vấn cho anh em, cái tầm mức tải cá nó rất quan trọng để cho anh em sử dụng sản phẩm nó bền. Nhiều người thì để bán được sản phẩm thì có thể là người ta hơi nổ một xíu thôi. Người ta bảo là bạo lực này nọ, nhưng mình riêng mình đánh giá những cái phôi này mình đánh giá không có cao, mà đặc biệt là phôi Trung Quốc nữa, cho nên là anh em cứ tin tưởng ở mình ha, đừng có ép cần bạo lực quá thì chúng ta sẽ sử dụng bền. Còn mức tải lên tới 50 lb, tức là rơi vào khoảng là hơn 20 kg, thì thật ra nếu mà chúng ta để ráp máy cho nó thấp thôi, chúng ta diều bắt gọi là từ từ thật là kỹ càng, thì thật sự cũng có thể, cũng có khả năng bắt được. Nhưng mà nếu chúng ta siết hết ráp máy lại, không cho máy nó nhả dây, mà chúng ta ép một cách cực kỳ bạo lực vô, thì đảm bảo với anh em không bao giờ bắt được con cá, và đừng nói tới 20 kg nha, tầm cỡ mà trên dưới 10 kg thôi nó có thể quật gãy cây cần này. Đấy, cho nên là anh em cứ cá lớn hay nhỏ là do chúng ta diều bắt mọi người ha. Mình thì mình chỉ khuyến cáo anh em là cây nào cũng vậy, chứ không phải riêng cây này. Phôi dù dày dù mỏng gì thì nó cũng có một cái độ giòn của carbon, theo công nghệ hãng này hãng kia gì đó không biết, nhưng mà anh em đừng nên gọi là ép cá quá nhanh. Đấy, nếu không phải gì bắt buộc thì chúng ta đi câu mà, chúng ta đừng có sợ chuyện cá nó sảy, một khi nó đã sốc lưỡi thì nó sẽ không có sống đâu. Chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta diều bắt từ từ thì cây cần nó bền. Còn ở cái mức khuyến nghị anh em sử dụng câu thì mình nghĩ là chúng ta không lẽ bây giờ mình khuyến nghị anh em câu con cá 10 kg đổ xuống thôi, cái anh em gặp con cá 15 kg cái anh em cắt dây bỏ, chuyện đó nó không đúng đúng không? Cho nên là mình nghĩ là chỉ khuyến nghị anh em cái cách sử dụng thôi, tức là chúng ta bắt cá nó từ từ là ok.
để cần câu chúng ta cứ bình tĩnh bắt cá từ từ. Nếu thấy cá khỏe quá thì chúng ta xả ráp máy ra miếng cho nó chạy trên một tí, vài mét gì đó, cho nó kéo ra vài mét cho nó mệt rồi chúng ta kéo vô từ từ. Và đặc biệt là chúng ta không có dùng cần câu để chúng ta nhấc đồ nặng lên là ok, sẽ bền. Và thật sự thì cây này là nhiều anh em bán đồ câu trên mạng người ta test, nhìn thấy rất là bạo lực nha. Mình thấy mình cũng sợ luôn á, nhưng mà nó cũng không có gãy, nhưng mà mình không có khuyến nghị anh em kiểu đó nha. Tại vì là mỗi lần mà chúng ta nhấc đồ nặng lên á, phôi nó sẽ nhão từ từ mọi người ha. À, một điều mình kết trên cây này đó chính là bộ khoen. Khoen nó là Fuji Orin New Concept. Thì khoen đầu tiên, khoen đề 3 của nó là sắp ngược. Ồ, rất giống cần dựng. Bắt đầu khoen thứ hai thì cái chỉ nó đi chủ đạo là chỉ màu bạc mọi người ha. Màu bạc, nhưng mà chắc là do cái lỗi keo của cái này, hay là người ta cố tình người ta làm cái màu bên ngoài thực tế nó sẽ hơi ngã màu ngà nha anh em. Bắt trên đó, đó đó, cái tông màu ở ngoài thực tế nó giống giống vậy nè. Ở đây cũng vậy nè. Do ở đây là do ánh sáng hơi chói đó, cho nên là nhìn là chúng ta tưởng màu bạc chói quá, nhưng mà nó hơi ngà ngà nha. À, lên tới trên thì bình thường thôi. Lên tới trên phần ngọn thì chúng ta có thêm 1, 2, 3, 4, 5 5 khoen bao gồm cái đầu bu chống xoắn. À, bộ khoen thì khoen Fuji Orin đẹp miễn bàn luôn. Keo chỉ thì khá là chỉnh chu mọi người ha. Keo chỉ đẹp, được. Ngọn cũng bình thường thôi. Đó. Thì chúng ta ráp cần thì chúng ta ráp vậy. Đó. Anh em thấy không? Cái khúc này là cái khúc gọi là cắm trong. Ngọn cắm vô khúc 2 gọi là kết cấu này gọi là cắm trong. Thì nó sẽ cắm hết cái phần không có sơn ở trên ngọn. Nhưng riêng cái này ở đây thì anh em thấy gì này, thấy không? Nè đây. Ở đây có bó trang trí, ở đây có gì một cũng có bó dòng bó trang trí thì chắc chắn nó sẽ có một khoảng hở như thế này. Nhớ anh em, không chỉ riêng cây này đâu nha, tất cả phôi cần luôn. Nếu anh em gặp thì nó sẽ có một cái độ hở. Độ hở này nó sẽ dùng để sơ cua, tức là chúng ta xài từ từ thì là nó mòn thì nó sẽ nêm vô từ từ, chứ anh em đừng có về anh em gọi là chà cái này cho chúng ta cắm sát cái cục này vô trong cái cục này. Đó. Là xong luôn nha anh em. Là lúc đó cây cần là nó sẽ vòng vòng luôn á. Anh em chú ý chỗ đó ha, để chúng ta tránh cái chuyện là chúng ta hiểu lầm và chúng ta xử lý sai lầm dẫn đến chuyện là cái phôi cần nó bị hư. Anh em nhớ nha, một khi mà đã có bó trang trí ở đây và ở đây trên tất cả cần câu của hãng hay cần dựng cũng vậy, thì chắc chắn ở đây luôn luôn có một khoảng hở dự phòng. Còn nếu mà chỉ bó ở một khúc mà khúc trên không bó thì là người ta cắm sát vô luôn. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Giá thì nó cũng bình dân sinh viên, đặc biệt gọn nhẹ, phù hợp cho anh em đi du lịch câu chê, trà chim, ghe, tàu bè, sông hồ các loại đều rất là phù hợp. Một thời gian bóng luôn mọi người, chỉ có là nó đứt hàng quá lâu thôi, giờ nó mới về lại. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.